chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và chắc hẳn các bạn đều biết thì sau một thời gian sử dụng, tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ bị hao mòn và đòi hỏi doanh nghiệp cần phải duy tu, sửa chữa những tài sản này. Và pháp luật phân loại hoạt động này thành sửa chữa tài sản cố định và nâng cấp tài sản cố định. Việc ứng xử hạch toán và phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định và nâng cấp tài sản cố định cũng có sự khác nhau. Vậy thế nào là nâng cấp tài sản cố định, thế nào là sửa chữa tài sản cố định? Và trong trường hợp cụ thể thì chi phí sửa chữa văn phòng sẽ được hạch toán và phân bổ cho mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào thì ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi tìm hiểu nhé. Theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013 TT-BTC thì việc phân loại thành sửa chữa tài sản cố định và nâng cấp tài sản cố định được hiểu như sau. Thứ nhất, về sửa chữa tài sản cố định thì mục đích của sửa chữa thường xuyên tài sản cố định đó chính là khôi phục và duy trì khả năng đem lại lợi ích kinh tế theo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn ban đầu của tài sản và không đáp ứng những điều kiện của sửa chữa lớn, hay nói cách khác gọi là sửa chữa tài sản cố định. Còn về việc hạch toán chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đối với trường hợp sửa chữa kéo dài thì doanh nghiệp sẽ tiến hành tập hợp, ghi nhận các khoản chi phát sinh từng lần vào tài khoản 241, tài khoản xây dựng cơ bản dở dang, và sau khi quá trình sửa chữa kết thúc thì doanh nghiệp sẽ tiến hành kết chuyển khoản chi ở tài khoản xây dựng cơ bản dở dang và chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, hoặc kết chuyển vào tài khoản 242, tài khoản chi phí trả trước nếu phân bổ trong nhiều kỳ. Trường hợp thứ hai, nếu phát sinh chi phí sửa chữa trong kỳ thì doanh nghiệp sẽ tiến hành ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tương ứng. Và trường hợp thứ ba, nếu như doanh nghiệp tiến hành trích chốt chi phí sửa chữa tài sản cố định thì doanh nghiệp sẽ ghi tăng một khoản dự phòng chi phí phải trả vào tài khoản 352, đồng thời ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. Khi thực tế phát sinh khoản chi sửa chữa tài sản cố định thì doanh nghiệp sẽ ghi giảm khoản dự phòng chi phí phải trả trước đó. Và trong trường hợp phát sinh chi bổ sung sửa chữa tài sản cố định thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ tương ứng. Về việc ghi nhận chi phí sửa chữa tài sản cố định thì kế toán tiến hành ghi tăng chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ hoặc phân bổ trong thời gian tối đa không quá 3 năm. Lưu ý về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư 96/2015 TT-BTC. Theo đó, ràng buộc để chi phí này được trừ cần có thêm điều kiện trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê. Vậy thì nào là nâng cấp tài sản cố định? Đặc điểm của nâng cấp tài sản cố định đó chính là chi phí được xác định một cách đáng tin cậy và làm cho tài sản cố định tạo thêm được lợi ích kinh tế so với trạng thái ban đầu. Biểu hiện thứ nhất, làm tăng thời gian sử dụng hữu ích của tài sản hoặc làm tăng công suất sử dụng. Thứ hai, làm tăng đáng kể chất lượng sản phẩm. Thứ ba, làm giảm chi phí hoạt động của tài sản so với trước. Việc hạch toán chi phí nâng cấp tài sản cố định được thực hiện giống như đối với trường hợp sửa chữa kéo dài của sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. Theo đó thì doanh nghiệp sẽ tiến hành tập hợp và ghi nhận các khoản chi nâng cấp tài sản cố định vào tài khoản 241, tài khoản xây dựng cơ bản dở dang, và sau khi quá trình nâng cấp kết thúc thì doanh nghiệp sẽ tiến hành ghi nhận vào nguyên giá của tài sản cố định, làm tăng nguyên giá của tài sản cố định. Từ việc phân biệt giữa chi phí sửa chữa tài sản cố định và nâng cấp tài sản cố định, chúng ta có thể hiểu chi phí sửa chữa văn phòng được hạch toán ứng xử như là chi phí sửa chữa tài sản cố định. Vậy chi phí này sẽ được phân bổ và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bao lâu? Theo hướng dẫn tại công văn 6046, trường hợp chi nhánh thuê địa điểm làm trụ sở hoạt động, trong hợp đồng thuê có quy định chi nhánh được quyền sửa chữa, trang trí nội thất lại cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh của chi nhánh thì khoản chi phí sửa chữa, trang trí nội thất có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm. Trích công văn 381. Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty phát sinh các khoản chi phí cải tạo, trang trí khách sạn là tài sản cố định đi thuê, việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của các khoản chi phí trên được thực hiện như sau. 1. Đối với các khoản chi phí sửa chữa tài sản cố định đi thuê theo quy định tại khoản 13, điều 2, thông tư 45, thì công ty được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định tại khoản 2, điều 7, thông tư 45 và khoản 2.16, điều 6, thông tư 78 nêu trên với điều kiện trong hợp đồng thuê có quy định cụ thể việc bên đi thuê có trách nhiệm sửa chữa tài sản trong thời gian thuê. 2. Đối với các khoản chi phí trong hoạt động cải tạo khách sạn, nếu được xác định là hoạt động nâng cấp tài sản cố định theo quy định tại khoản 14, điều 2, thông tư 45 thì bên sở hữu tài sản, bên cho thuê tài sản phải phản ánh tăng nguyên giá của tài sản cố định đó. Công ty không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo quy định tại khoản 1, điều 7, thông tư 45 nêu trên. 3.
đối với các khoản chi phí trang trí khách sạn không thuộc hoạt động sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định tại điểm 1 và điểm 2 trên đây nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 6 thông tư 78 nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Trên đây là một số kiến thức liên quan đến sửa chữa tài sản cố định và nâng cấp tài sản cố định và một số lưu ý khi phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định trong thực tế. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.